Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thường tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sử có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vì lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Hê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cùng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráng, lấy vàng, nhũ hương và mọc dược mà dâng tiếng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Là lời Chúa. Lạy Chúa, vinh hồng ngôi đền Chúa. Cho hỏi thiếu nhi, người giáo xứ, chúng con thì đến khi nào mới cất máng cỏ đi? Đến khi nào chúng con có biết không? Bao giờ cất máng cỏ đi? Không biết. Thường á, là mùa Giáng sinh thì người ta tháo dỡ máng cỏ sau cái ngày lễ hôm nay. Ngày lễ hôm nay là lễ gì? Lễ gì? Hiển linh. Tại sao lại dỡ máng cỏ sau ngày lễ hiển linh? Là vì ý nghĩa của lễ Giáng sinh và lễ hiển linh thì giống như nhau. Giống như nhau là tại sao lại làm thành hai lễ? Nghĩa là vừa giống vừa khác. Bây giờ nếu mà bạn nào trong chúng con nói lễ Giáng sinh, lễ Noel và lễ Hiển Linh khác nhau như thế nào, cho thưởng cho 100, cho có tiền trong túi đây, 100 ngàn. Bạn nào đưa tay trước mà nói đúng thì chắc không đùa đâu, cho lấy tiền lại cho chúng con này.
Rồi, các bạn bên Nam lại đưa tay trước. Lễ Giáng sinh và lễ hiển linh khác nhau như thế nào? Con đưa tay là con trả lời đi. Ồ. Rồi, chúng con chuẩn bị vỗ tay. Nếu mà bạn nói đúng thì chúng con vỗ tay nha. Dạ thưa cha, lễ khác nhau là của người phương Đông. Khác nhau gì? Là lễ Giáng sinh của người phương Đông. Cha nghe không rõ. Dạ thưa cha, lễ hiển linh là lễ Giáng sinh của người phương Đông. Gần đúng 50% thôi. Và rồi, bây giờ có bạn nào nói một câu khác đúng hơn. Cha sorry, cha chưa buồn là con chưa được 100.000. Nhờ bạn nào ở bên nữ chúng con học giáo lý nhiều, chúng con trả lời xem được không? Thôi 200.000. Bạn nào trả lời câu này đúng rồi, 200.000. Rồi, con ở bên Nam này hàng ghế thứ hai, con trả lời 200.000. Không có bạn không tự tin, bạn lại lắc rồi. Bên nữ không còn có ai không? Không có luôn. Chết rồi. Đi, bên nữ chúng con hàng thứ hai. Có bạn giơ tay. Con giơ tay thì con nói đi. Mau, mau. Nói đi. Thưa cha, là khác ông vua. Khác ông vua hả? Vậy thì chúng ta theo chúng con này, câu trả lời là có đúng không? Không, chưa đúng, đáp án là chưa đúng. Thôi thì không có nhiều thời gian, cho nên ra đưa đáp án là không có bạn nào được 200.000 hết. Lễ Giáng sinh Chúa tỏ mình ra, lễ hiển linh Chúa cũng tỏ mình ra. Nhưng đối tượng của lễ Giáng sinh chúng con nghe trong cái câu chuyện đêm Noe, nó Chúa tỏ mình chung quanh máng cỏ, lúc đó có ai? Có thiên thần và có ai nữa? Các mục đồng. Chúa tỏ mình ra cho dân Israel và các mục đồng chỉ là đại diện thôi. Còn hôm nay thay vì các mục đồng và cùng với các mục đồng thì có ai nữa? Có bà vua. Vậy thì khác nhau ở chỗ này, lễ Giáng sinh là lễ qua đó Chúa tỏ mình ra cho dân Israel, còn lễ hiển linh là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Dễ không? Rất dễ mà không có bạn nào được 200.000. Thế thì Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, và cái ánh sao được kể trong cái câu chuyện bài tin mừng hôm nay có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Chúa tỏ mình ra qua cái ánh sao đó để mọi người nhận biết Chúa. Và khi nhận biết Chúa rồi thì không phải tăng thêm kiến thức mà thôi. Tỏ mình ra, Chúa muốn cho chúng ta cũng trở thành ánh sáng cho mọi người chung quanh. Thì chúng con thì ở thành phố đây thì chúng con được ưu đãi rất là nhiều. Ngày Chủ nhật thì chúng con được đến nhà thờ, rồi có các sư, các thầy, các anh chị giáo lý viên, có hội đồng giáo xứ, có cha sở, có cha phó vân vân đồng hành với chúng con. Nhưng mà vừa rồi thì chúng con nghe cái chuyện lũ lụt ở miền Trung. Chúng con cũng biết các bạn ở miền Trung không có được cái may mắn như chúng con. Cũng có đạo, cũng được rửa tội, cũng có thêm sức, nhưng mà không có cái cơ may được học giáo lý như chúng con. Bởi vì các bạn nó rất là nghèo. Có những bạn thì sau cái trận lũ lụt đó thì nhà cửa mọi sự nó trôi hết. Bố mẹ không còn tiền để cho đi học và thất nghiệp luôn, ở nhà mò cua bắt ốc hay là đi làm ruộng thôi.
Nên chúng con được đến đây là chúng con có ánh sáng của Chúa, và đó là một cái ơn Chúa ban đặc biệt cho chúng con. Và ngày hôm nay là chúng con hãy cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng con nếu chỉ dừng lại ở cái lời cảm ơn mà thôi thì chưa đủ đâu. Chúng con phải trở thành ánh sáng cho người chung quanh. Chúng con có biết cái hải đăng là gì đâu, 50 ngàn. Ai trả lời cái hải đăng là cái gì đâu, 50 ngàn? Câu này dễ lắm, 50 ngàn thôi. Hải đăng là cái gì? Hải đăng là cái gì? 50 ngàn. Ôi giời ơi, hải là gì? Hải là gì? Hải là biển. Còn đăng là gì? Đăng là cái đèn. Cái đèn biển nghĩa là sao? Bạn nào giải thích đây? Thôi đi đấy. À, có bạn là ở bên phải này, bạn nam hàng ghế thứ ba. Hải đăng là gì? Dạ thưa cha, là ngọn đèn. Là ngọn đèn thì cha nói rồi. Bây giờ cái ý nghĩa của ngọn hải đèn nghĩa là gì? Là chiếu sáng cho những người. Chiếu sáng cho ai? Cho những người ngoài biển. À, ngoài biển. Thôi thì cũng gần đúng rồi, cha cho là đúng. À, do gì chúng con vỗ tay vào hoan hô bạn rồi, đồng hóa tay. Có bạn nói rồi, bây giờ cho thử 50 ngàn này, mời bạn lên lãnh 50 ngàn. Đây, đây. Thôi đây. Thôi đâu đây. Thế cái ngọn hải đăng là như thế này, chúng con biết là ngoài biển thì trên đất liền thì có xe cộ đi qua lại, nhưng mà ngoài biển thì có tàu, có tàu bè. Cho chưa hỏi, có bạn kia được giải rồi. Có tàu bè thì có khi người ta mất cái phương hướng, và mỗi lần mất phương hướng như vậy thì người ta nhìn vô trong đất liền, và có những cái ngọn đèn người ta xây rất là lớn, và có cái đèn pha nó chiếu được hàng chục cây số. Thì nếu mà họ lạc hướng ở trên tàu biển hay là gặp bão á, thì họ nhìn vô những cái hải đăng đó để họ đi cho nó đúng đường. Thế thì một hôm bị cái hải đăng đó nói là cái đèn, nhưng mà thực sự là cả một cái tòa nhà rất là cao. Thì cái đèn nó bị cúp điện, từ bão nó bị cúp điện. Cho nên cái ông quản lý cái tòa nhà hải đăng đó phải thắp một cái cây đèn. Và cái cây đèn mà so với đèn điện thì nó bé tí xíu thôi. Thế thì cái cây đèn này nó hơi khác thường là nó biết nói. Khi cái người quản lý thắp cái đèn nó đưa lên cao, thì cái cây đèn nó hỏi: ô, cả một cái biển đại dương mênh mông như vậy mà xa như thế, thế thì bác đem cháu lên nó để làm gì? Cháu có phục vụ được đâu, bởi vì ánh sáng của cháu nó bé lắm, tàu bè ở xa thì làm sao mà thấy được. Thế thì bác cứ nói là việc của cháu là cháu tỏa sáng, còn ánh sáng nó đi tới đâu thì cái không phải là việc của cháu. Nên bây giờ bác xin cháu cứ phục vụ, cứ tỏa sáng. Cái ý của người quản lý là để cho cái cây đèn nó hiểu rằng người ta đã thiết kế sẵn một cái cách chiếu sáng, mặc dù một cái ngọn đèn nó rất bé thôi, nhưng mà qua cái hệ thống đó thì ngọn đèn nó tỏa ra và nó trở thành một cái ánh sáng vĩ đại. Chúng con cũng vậy, nhiều khi Chúa cho chúng con cái điều kiện để có bố có mẹ là người Công giáo, và chúng con được học hành, được hướng dẫn, chúng con phải là những người cũng tỏa sáng như cái cây đèn trong cái ngọn hải đăng. Cha còn mấy chuyện nữa cơ, nhưng mà hết 10 phút rồi, cha không có giờ nữa, thì cha dừng lại ở đây. Thì cha cầu chúc chúng con một lễ hiển linh xuất sáng, và cha mong sao suốt cuộc đời của chúng con bằng cái gương sáng của mình ở trong gia đình, rồi ở trường chúng con học, và ở trong xã hội mai ngày chúng con lớn lên, chúng con luôn luôn là những người tỏa sáng.
chỉ có ánh sáng mới có thể lấp đầy được cuộc đời chung quanh chúng con. Có một cái ông phú gia nọ giàu lắm, rất là nhiều đất đai, thế nhưng mà ông già rồi thì ông cũng phải chết. Trước khi chết thì ông muốn chia gia tài cho những đứa con. Thì ông có nghĩ như thế này: cái đứa nào nó thông minh thì giao nhiều đất nhiều đai, còn đứa nào nó ít thông minh thì cũng giao, cũng chia nhưng mà ít. Thế thì ông gọi ba cái người con trai đến để thử tài, và ông dựa vào đó ông sẽ giao đất. Thế thì ông ra cái đề tài như thế này: bây giờ bố giao cho ba anh em con mỗi người 5 đồng. Bây giờ chúng con dùng cái 5 đồng này để đi mua cái gì mà lớn nhất, chất đầy được cái phòng này, thì bố sẽ dựa vào đó bố chia gia tài. Thế thì cái người anh lớn nhất là lãnh 5 đồng rồi đi mua rơm. Chúng con biết là rơm nó đắt hay là nó rẻ? Rơm rất là rẻ, thì mua rơm về. Rồi cái người thứ hai thì mua lông chim. Lông chim thì rất là đẹp, rất là nhiều màu, mà lông chim thì nó nhẹ, cho nên 5 đồng cũng mua được khá nhiều. Còn người con út thì rất là bí mật, không biết hắn ta mua cái gì. Thế rất nhiều bạn biết cái câu chuyện này rồi. Như vậy là sao cho nhiều tiền còn cỡ đó nữa. Rồi bây giờ một bạn tượng trưng ra, bạn nào mà bây giờ chúng ta bỏ tay chúng lại, bạn nào giơ tay trước á thì được tiền 100 ngàn. Rồi chúng con bỏ xuống hết rồi, 1, 2, 3. Cả nhà rồi, như vậy là tiền đâu. Rồi ra cáo rồi, vì như vậy là chúng con biết là bây giờ có một bạn là đã lời thay rồi, thì không biết làm sao cho tiền nhá. Để đưa cho cha phó 200 ngàn để cha phó mua kẹo cho thiếu nhi ăn, được không? Không, một người, vậy phải một người đầu tiên được thôi, phải không? Bây giờ bỏ tay xuống lại, cho quên là ai rồi. Rồi, cho quên là ai rồi, bỏ tay xuống hết. Thế 1, 2, 3 thì người nào mà giơ tay lên trước thì trả lời nhá, là 200 ngàn. 1, 2, 3. Giơ đều hết như vậy là biết là ai. Thôi bây giờ thì... có cách nào hả? Cách nào chọn ra một người được? Tại vì chúng con giơ tay đều nhau. Thì làm sao được? Bây giờ làm sao mà xử? Thôi bây giờ cái người nào nhỏ tuổi nhất thì trả lời. Ai nhỏ tuổi nhất? Rồi bạn nhà cha phó chỉ bạn nhỏ tuổi nhất là bên này, bạn trả lời xem được không? Thế là cái chuyện này chúng con thuộc hết rồi. Rồi cái bạn nhỏ tuổi nhất là bên này. Con trả lời có đúng không? Người con út đã mua cái gì? Đã bán cha là cây nến. Cây nến là đúng rồi. Rồi con lên đây cho cha thưởng 200 ngàn. Về các bạn khác, 200 ngàn nãy cha hứa 200 hay 100? Rồi có nhiều bạn cũng biết. Bây giờ thân còn 200 ngàn, còn 250 ngàn để cho đưa cho cha phó để mua kẹo cho thiếu nhi ăn. Bây giờ cha xin lỗi cha xin lỗi là hết giờ rồi, 15 phút rồi, nếu không thì lễ nó muộn quá. Cha cảm ơn chúng con, bây giờ cha mời chúng con đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.